Để chủ động và nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra, xã Yên Từ, huyện Yên Mô đã lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn toàn xã. Toàn bộ kinh phí lắp đặt đều do cán bộ, đảng viên, người dân và con em xa quê của Yên Từ quyên góp ủng hộ với số tiền gần 700 triệu đồng. Chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 9 năm 2020 đến nay, 84 camera an ninh đã được lắp đặt trên các trục đường chính của 12 trên 12 thôn xóm. Theo lực lượng công an xã, hình ảnh thu được từ các camera được truyền về phòng điều hành đặt tại công an xã có cán bộ trực 24 trên 24 và xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Chúng tôi sẽ tích hợp loa vào các cái camera. Mỗi một camera sẽ có một loa không dây. Khi mà phát hiện ra các cái hành vi vi phạm các cái về an ninh trật tự hoặc là các cái vi phạm về trật tự an toàn giao thông hoặc vi phạm về môi trường chẳng hạn như vứt rác bừa bãi thì chúng tôi sẽ có hệ thống loa nhắc nhở trực tiếp đối với những người vi phạm để người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm. Từ khi đi vào hoạt động, thông qua màn hình theo dõi tại công an xã, nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân hay vi phạm trật tự công cộng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh, các vụ trộm cắp kể cả vào ban đêm đã được công an xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.